Hello các bạn. Hôm nay Canada Store về hai thùng hàng. Kỷ lục hai thùng hàng này khoảng hơn 100 kg. Và kỷ lục ở đây không những về khối lượng mà về số lượng sản phẩm, mà đặc biệt là chỉ duy nhất một sản phẩm thôi. Đó là sản phẩm hạt di mạch hữu cơ. Đây các bạn xem, mình đánh cho các bạn xem cái mẫu bao bì hạt di mạch hữu cơ có chứng nhận hữu cơ USDA như tại Mỹ. Các bạn xem thử nha. Đây thùng hàng thứ hai. Wow, sếp đẹp quá. Các bạn biết không, mình mua ở store đó là họ sếp khoảng từ 5 đến 10 bịch vào một thùng nhỏ, nhưng mà khi về Việt Nam á mình phải sếp trong một thùng lớn, nhất là để là tiện di chuyển và tiết kiệm được rất nhiều về cái chi phí và vận chuyển về Việt Nam. Thì cái cách xếp như vậy á, nó sẽ đặt xếp thẳng như vậy thì nó vừa tiết kiệm cái diện tích cái thùng, và thứ hai là cái băng bao bì sản phẩm của bạn nó sẽ không có bị nhòm nhiều. À, mình cũng chia sẻ thêm là hiện tại làm hạt Vina đang vào mùa ở Mỹ, nên mình nhập vào cái thời điểm này là sản phẩm Vina sẽ có cái date mới nhất là 12 tháng 6 2020. Tuy nhiên sẽ có một số bạn thắc mắc là các bạn mua của một số người bán khác, hoặc ở cái shop online khác, hoặc ở cửa hàng organic khác, thì có cái date là tháng 5 hoặc tháng 9 2019. Thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, tại vì hiện tại bây giờ mình đang ở tháng 3 2018, à nó vẫn nằm trong cái khoảng an toàn và cái thời hạn sử dụng nó còn dài, nên cũng đừng có quá lo lắng nhé. Ok, chương trình live stream về sản phẩm hạt Vina hữu cơ mua tại Costco Mỹ, cập bến tại kho của Canada Store Việt Nam, đến đây đã hết. Hẹn gặp lại các bạn chương trình live stream một cái sản phẩm bí mật khác. Các bạn cứ theo dõi là follow trang Canada Store, mình sẽ chia sẻ đó là cái sản phẩm gì, chắc chắn là rất hữu ích và rất tốt cho sức khỏe của các của bạn, của gia đình và người thân, và đặc biệt hơn là cái giá của mình rất tiết kiệm và xứng đáng với cái giá trị của bạn bỏ ra khi mua cái sản phẩm tại Canada Store. Thì nhé, tạm biệt các bạn.